thầy Vi Văn Châu, chào chào các bác, các cô, các chú. Em đã học thạc sĩ nhân tâm từ năm ngoái và thấy nó rất hay. Em là một y sĩ học cổ truyền, hiện đang làm ở bệnh viện. Em đã thử làm cho một bệnh nhân bị liệt, thấy rất là tốt. Em tất nhiên em không dám làm hết tất cả, tại vì em tập phục hồi cho bệnh nhân liệt đấy cùng một kỹ thuật viên nữa. Nhưng mà khi em bơm máu từ tay lên não bệnh nhân và em bật ngũ bột nam tinh từ tay bệnh nhân từ không cử động được, nhưng sau khi bật ngũ bột nam tinh là em bảo bệnh nhân cử động và bệnh nhân đã có thể cử động được các ngón tay. Em thấy thậm chí não rất hiệu quả, và tất nhiên em không bị đau lưng đau đầu gối, nhưng mà vừa được bác này làm cho em và em thấy rất là dễ chịu. Tuy không bị đau, làm xong cảm thấy rất là dễ chịu, thấy người rất là khỏe, biết được lưu thông. Ok, xin cảm ơn em. Rồi, đây người đẹp đây. Đó, đây học viên mới. Rồi, nói đi chị. Rồi, còn hai bác này. Rồi. Okay. Tôi muốn vài lời với mọi người. Tức là thực ra là chúng ta gặp gỡ nhau đây, chỉ mới có cái hôm ngày này, thế là ngày buổi thứ ba đúng không? Mà chúng ta đã có được những kết quả. Và phải nói là những cái kết quả của mọi người là cái sự khích lệ của anh em nhà Huy ở đây. Thành thử là có một cái điều là mọi người nhớ là không có hay không dở, mà nếu chịu khó làm thường xuyên thì chúng ta sẽ có những kết quả rất là thuyết phục. Chúng ta đến đây là chúng ta phải làm sao trong 5 ngày mà chúng ta làm cho thật tốt. Rồi sau khi mà chúng ta học cái lớp này xong rồi đó, hết khóa rồi thì rồi đăng ký với anh em, rồi chữa bệnh cho những người đến đi bệnh hoặc là những người học viên mới để cho mình thực hành. Trong cái chuyện mà chuyên môn ấy, là mọi người nhớ một cái điều duy nhất này nè: không có ai mà giỏi mà không ai có tài thiên bẩm, tất cả đều là sự là làm việc lâu dài. Bởi vậy là bản thân của tôi ấy, là phải mất là trong cái năm đầu tiên ấy, là phải sưng hết 10 cái đầu ngón tay, nhất là ngón cái sưng, và chỗ này tôi là nó sưng no tròn hết vậy đó, bầm hết, là vì mình bấm hàng ngày. Nhưng mà lúc đó mình chưa biết cách chế ra mấy cái đồ khóa mấy rồi nọ, mình dùng tay không á, nhưng mà sau đó thì nó bình ổn lại. Do đó cái gì cũng phải có giá để trả đó. Thì vẫn mong là mọi người á, là ra về chỗ mình sử dụng cái thao á, ta mua cái đồ bóp tay á, cái loại nửa ký á. Rồi chúng ta tập bóp cái tay cho nó nhẹ nhẹ, để chi cho nó mạnh mấy cái đầu ngón tay, để sau đó chúng ta bấm. Ở đây chúng ta có hai lớp, một lớp căn bản và một lớp chuyên sâu, nhưng thiệt ra gọi là chuyên sâu thôi. Nhưng mà sau này á, có những cái lớp cao hơn thì tôi sẽ cho mọi người những cái kỹ thuật cao hơn. Có thể là một cái bệnh á, mà thấy là như vậy á, nhưng mà không phải là phải là dai u bắp thịt rồi chúng ta mới làm được, mà chỉ cần chúng ta làm đúng á, và cái kỹ thuật nhẹ nhàng thật đúng á, thì cái hiệu quả liền. Và đã người thấy tôi đẩy á, đẩy nhẹ nhàng, không có phải là mạnh bạo lắm. Do vậy á, là mọi người vào đây là cứ thực hành, cũng như tôi nhắc nhở mấy anh em giảng viên vậy đó, là vào cứ thực hành. Bữa nay là chúng ta chưa hết cái bài thần kinh tọa, nhưng mà chúng ta là đã nắm được một cái số kỹ thuật rồi. Bây giờ cái phần cuối á, bây giờ cho tới 9 giờ còn 20 phút nữa, tôi sẽ chữa cho một người thần kinh tọa. Thì bây giờ ai đang bị cái thần kinh tọa mà nặng nhất á,
ở đây tự mình cảm thấy thì giơ tay lên. À, Quảng Ninh đỡ lưng rồi, bây giờ chỉ có cổ gáy thôi, ngày mai thì lại chữa cổ gáy nữa, ngày mai học cổ gáy. Rồi. Xong chứ anh này hồi nãy có nói với tôi rồi phải không? Ơi này anh này tôi có nhận rồi, tại vì anh này là mình mấy chỗ nào cũng đau. Nhưng mà còn chị này là bị sao? Ở đó chị này có lẽ là nặng hơn nè, thì tôi mời chị á, chị lên đây. Rồi chị lên đây là chị ngồi xuống đứng dậy giùm tôi thử coi. Chị ngồi xuống đứng dậy giùm tôi, ngồi xuống. Ngồi thế này, mà đứng dậy. Chị ngồi nhanh đó được không? Mà khi mà ngồi xuống đứng dậy thì chị thấy đau. Đau nhiều hả? Bây giờ mà chị ngồi đây chị bỏ chân ra. Mà cái chân có rửa sạch không vậy? Mọi người sẽ chú ý hả? Là có thể mọi người đứng xung quanh đây nhìn cái này. Bây giờ ngày mai bắt đầu chúng ta học. Chị ngồi đây. Và mọi người xem nè, đối với một người mà nói nè đau thần kinh tọa đó, chúng ta sẽ có một cái điều là vậy nè. Thứ nhất là người đó có đau đúng là thần kinh tọa hay không. Cái thứ hai là người đó đến chữa bệnh đó, là có thật tình chữa bệnh hay không. Thì khi mà chúng ta đến đó, thì cái điều đầu tiên của một người thần kinh tọa đó là chúng ta đo chân. Thì khi đo chân đó, là người bệnh nhân ngồi thẳng đó, đo đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, hai chân nó sẽ bị lệch. Mọi người nhìn ra đây. Tôi chưa đụng gì tới thì mọi người sẽ thấy bàn chân bên phải, cái gót chân bên phải dài hơn cái gót chân bên trái. Rồi thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đâu nữa, là chơi nhìn cái mắt cá này, thì hai cái mắt cá này trên lệch với nhau. Mọi người thấy chưa? Và khi là mình thấy cái độ trên lệch của nó nhau vậy thì cái người ngồi là ít có khi nào mà là gọi là cái độ chính xác cao hết. Muốn biết cái độ chính xác nó cao hay không ấy, là ta nói bệnh nhân nằm xuống. Nằm xuống. Và nằm thật là thẳng ra. Người thẳng ra đừng có méo méo. Người thẳng ra. Đây đó. Thật là thẳng. Rồi bây giờ kéo hai chân lại. Anh kéo hai chân lại anh coi. Thì khi xếp hai chân lại thì ta sẽ nhìn cái sự chênh lệch của nó một cách rõ ràng. Thì như vậy ấy, là khi mà chị này chỉ nằm xuống ấy, thì cái độ trên của cái chân ấy, không cao. Thì như vậy á, là chân phải vẫn là chân dài hơn đúng không? Nhưng mà nếu mà nói về cái bệnh của chị này á, là không nặng. Ok chưa? Rồi bây giờ ngồi dậy đi. Chị ngồi dậy. Thì trong cái điều trị của cái thần kinh tọa đó, thì chị xích ra đây nhìn tôi chút xíu. Nữa đây ha. Thì ở giữa, cái điểm giữa của cái bàn tay mình á, là có giữa ngón 4 với ngón 5 này nè, là nó có một cái kẽ. Và cái kẽ này á, thì chúng ta chú ý là chúng ta đừng có dừng đụng cái mạch máu mà nó bị vỡ. Và chúng ta là nghiêng cái ngón tay vậy nè, thấy chưa? Và chúng ta ấn vào đây. Mọi người nhìn tôi ấn này ha. Rồi tôi ấn thì chị có đau không? Và chị này rất là đau. Thì tôi đẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi thì khi tôi tác động ở đây á, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đưa lên trên cái bán cầu vỏ não á. Và từ bán cầu vỏ não nó sẽ điều chỉnh xuống cái cột sống lưng. Và chính cái điều chỉnh cái cột sống lưng nó sẽ làm cho hai cái chân sẽ ok trở lại. Và mọi người tôi ấn như này, có đau không? Ở đây đau cái chân đúng không? Bên kia giật ha. Và chị giật thì tôi ấn cái này đó, chị giật ha. Ôi trời đau ha. Rồi bây giờ chị này chị sẽ xích vô trong một chút. Rồi bây giờ chị nằm xuống một cái. Thì bây giờ hai chân chị sẽ bằng nhau, mọi người nhìn nè. Đấy. Rồi bây giờ hai cái chân xếp lại, mọi người sẽ thấy là hai cái chân sẽ bằng nhau thẳng lại luôn. Thấy chưa? Và nhất là cái gót chân mình thấy không rõ bằng. Mọi người nhìn cái thấy cái mắt cá đó. Hai cái mắt cá là sẽ tương xứng với nhau. Tác động như vậy. Không, hai lưng và hai cái bụng chân phải nhiều. Hai đều bằng nhau hết.
Thì bây giờ là thực ra là khi hai cái chân mà chị này chị nó bằng nhau á, là chị đau như nhau á, là cái đó thì chúng ta phải coi cái chân nào dài hơn, thì cái chân dài hơn là bệnh nhẹ hơn cái chân ngắn. Vì tại sao? Vì khi đau á, người ta sẽ làm cái chân ngắn á chính là cái chân trụ, và khi nó trụ á thì nó sẽ, cái chân nó sẽ ngắn hơn, và cái chân á mà không đau ít hơn á thì nó sẽ lớn, cho nên cái chân nó dài hơn, nó thông, đồng ý rồi hả? Và như vậy á là cái quỳ cái bấm mà ngũ bội tâm tinh của bà Linh á thì chính là cái gân cơ, cái gân cơ nó nằm ở đây, nó gân cơ đây, nó căng cơ ra, và muốn cái gân này, cái căng này mà tìm ra được á thì chúng ta phải bắt buộc là làm cho chị này co chân lên. Mà khi co chân lên vậy á là sao? Khi co chân lên thì đương nhiên gân nó phải căng ra, và khi nó căng ra rồi thì ta lại tiếp tục co cái chân này lên nữa. Và khi co vậy á thì mọi người thấy cái độ cong của nó vậy đó, nó gặp lại vậy á thì những cái gân này nó căng lên hết, thì nó giống như dây đàn vậy á, mình lên dây đàn, mà lên dây đàn căng rồi thì ta mới đàn ra mới nghe tiếng, đồng ý chưa? Thành ra là chỉ cần một cái sơ suất thôi là có nghĩa là ta để cái chân không có đều nhau thì bấm không có hiệu quả. Rồi bây giờ ta sẽ tìm cái điểm nó nằm đâu, thì mình cứ nhớ cái này, về nhà có cái giải phẫu học á thì chúng ta thấy là cái vết nối giữa ngón chân và bàn chân, thì cái vết nối nó ở đâu thì mình cứ để ngay cái vết nối đó. Thì vì sao? Vì nó có cái kẽ hở đó thì nó mới có cái giống như cái đàn á, cái đàn cái phím á, thì nó có cái khe đó thì mình mới bấm vô nó mới căng lên được, nó có thế thôi. À, thử là chúng ta khi bấm thì mọi người nhớ là ta bấm bằng 4 cái ngón tay, còn khi ta bấm ngũ bội 4 ngón tay, mà khi ta bấm cái tam tinh á thì ta bấm bằng ngón cái, được chưa? Và như vậy á, chỉ cần chúng ta kéo cái chân này lên và ta bấm vậy thôi nè, là chị này nghe căng đau hết nè, đúng không nè? Và chúng ta muốn làm thì tôi làm là 1 nè, 2 nè, 3 nè, chị này nghe thêm hết nè, thấy chưa? Và như vậy là tôi đặt cái ngón ta, cái ngón ta tôi á, thì tôi bấm 4 ngón, thì tôi đưa cái ngón vô cái kẽ nè, đây nè, nè cái tôi gãy nè, bật nè, bật nè, bật nè, bật nè, kéo điện thoại xa hết ra, quay được xa, quay được hết, không có nhìn thấy đâu. Cho nên là xưa bà Lịch bà giấu nghề không ai biết nè. Và mọi người nhìn đây nè, cái ngón tay tôi đặt vô thấy chưa, để vô nè, thấy không? Và cái tôi để vô nè, tôi kéo nè, mọi người thấy không? Thấy chưa nè, thấy không? Rồi tôi bật nè, nè nhìn này nha, tôi bật nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Chị này mỗi lần bật là chị nghe nhối liền, phải không? Đó. Rồi bắt đầu tới ngón 3 tôi cũng bật 5 cái nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi tới ngón này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, thấy chưa? Nhưng mà chị này á là khi mà bật mà đau vậy á là chị bình không có nhiều, làm cái là hết liền. Bởi sau đó tôi làm xong tôi bỏ lên 1 nè, 2 nè, 3 xong, thấy chưa? Còn bà Linh á, khi ngày xưa bấm á thì bấm như thế này, thì mọi người làm sao học được, thấy không? Đó, rồi xong rồi một cái, thấy không? Rồi mọi người, tôi làm các ngón là tôi đàn như cái dây đàn vậy mà, thấy không? Đó, xong đó, xong rồi, thấy chưa? Thì trên này thêm hết. Và khi mà bấm cái này á thì cái người bệnh nó phải nói là rất là đau, nhưng mà đặc biệt của nó sau khi bấm xong rồi đó thì ra đi đứng á rất là dễ chịu. Và bây giờ mình thấy, bây giờ tới tam tinh, thì tam tinh nó nằm ở kẽ này nè, thì đây là cái kẽ, thì nó cũng nằm ở khe thôi, nhưng ở đây nó có sự gân, thì tôi đút cái ngón cái mà người nhìn này nha, tôi phải lấy cái tay tôi lừa được cái gân đây nè, cái gân nè, rồi tôi bắt đầu tôi phải lẩy nè, thấy chưa? Chứ còn không phải ấn vô mà cũng không phải đẩy vậy đó, hay là lẩy nè, thấy không? Đấy, nhẹ nhàng vậy thôi, thấy không? Đó, rồi cái tôi bật lên 3 cái. À, rồi tôi làm đi nhẹ nhàng, 1, 2, 3 nè. Đó, chị sướng nha. Đó, rồi. Nhẹ nhàng thôi. Đây, đấy, mình làm có 3 cái thôi. Rất là nhẹ nhàng, không có chuyện gì. Nhưng mà ý tôi làm vậy tại vì mình không có thời gian nhiều. Ngày mai á, thì tôi sẽ chỉ cụ thể hơn để mọi người học. Và bây giờ cái tới cái chân này,
giờ bây giờ chứng này đủ thứ chuyện hết rồi bác. Rồi coi nó vậy, mọi người nhìn coi tôi làm lại nha. Cái này coi ở đây, cái này coi ở đây. Đó bây giờ tôi bóp là 1, 2, 3. Thấy chưa? Và bây giờ khi mà mọi người liền á, về nhà á, là mình chưa có mình tập làm ở đây. Bởi vì khi mình lên bấm á, mình vô bấm là 1, 2, 3, 4, 5 nè. Mọi người tôi thấy tôi bao nhiêu đàn vậy thôi. Thấy rồi, 1 cái rồi đó. Thấy rồi, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đâu có, thấy không? Rồi, 2 cái. Rồi liên cái nữa 1, 2, 3, 4, 5. Mà chị thấy nó chạy mầm 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 nó mày nói thế không rồi. Xong rồi đó. Đấy. Rồi bây giờ cái này bắt đầu tôi cũng bấm 3 cái ha. Ở tâm tin ráng cố gắng. Thật ra là khi mình đau vậy là hít sâu mù. Hít sâu mù đau. Nhưng mà cái nếu mà không đau á thì sẽ không hiệu quả. Mà những cái người bệnh lâu á là mấy cái này nó yếu, gân nó bị mềm nhũn hết rồi, nó nhũn hết rồi, anh bấm mà không được, mà nó không đau. Còn như chị này á thì rất là mau hết, đó. Rồi bây giờ làm xong vậy á, là coi như xong rồi. Bây giờ chị lấy hai chân chị duỗi, nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ chị bước xuống đây. Rồi mọi người á là sẽ nhìn thấy á. À, chị này á là bây giờ chị có thể đi ra ngoài kia cái chị vô cho nó thẳng cái chị đi thuốc ngoài kia đi ra thuốc ra ngoài kia chạy vô chị vô. Thành ra là tôi nói với mọi người trong những cái trường hợp liền có những cái bệnh nhân á họ đi không được mà mình bấm xong bước vô là họ đi vào vào nhưng mà ngày thứ hai làm tiếp nữa là chạy luôn. Rồi chị ngồi xuống đây đi, rồi đi ra qua đi đi cho nó thẳng ra, thẳng ra. Nhưng mà thực ra là mình kích thích toàn thân hết rồi. Bà này mình mấy vừa riêng hết không? Thì ngày mai tôi sẽ chỉ thêm lại cái cụ thể nữa. Và chúng ta sẽ làm một cái công thức, một quy trình đàng hoàng. Thì mọi người sẽ thấy trong cái điều trị thực ra là mình có tham vọng, học được nhiều, chữa được nhiều. Nhưng mà theo tôi nhất nghệ thì thân vinh, bá nghệ thì ăn xin. Một nghề cho thiệt là tin. Mà bệnh này là nhiều người mắc lắm. Chị qua đây. Rồi, chị ngồi xuống đứng dậy đi. Rồi ngồi nhìn chứ. Chị ngồi thiệt là thoải mái. Đừng có sợ gì nữa, bây giờ nó đạt hết rồi. Bây giờ ngồi xuống mạnh để chặn lên. Đấy. Rồi, bắt view đi. Đau quá. Đau cứ nói đau. Còn nói chung thì em thì lâu lắm rồi, nó phải mấy chục năm rồi, kiểu như là nó cứ cứng hơn hoặc là nó lan tỏa nó chân này, cái hàng nó lúc nó nặng như này. Còn lúc hôm nay thì thầy bấm cho em thì cũng là nó cũng nhẹ lên một chút thì cũng chưa đến. Thầy bấm cái này bấm cho em cứ thực tập ấy thì thấy rất là kiểu khó chịu, cũng là kiểu ngồi ghế thôi ạ. Xong bây giờ thì chưa để thử nghiệm, xong bây giờ thì nó thì không đi khó chịu như thế nữa, chưa một chút mà. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.